Xin chào mọi người. Hôm nay cũng sẽ là một video swatch son như thường lệ nhưng mà sẽ hơi khác đi một chút xíu. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình thực hiện cái chủ đề này, đấy chính là tìm những cái màu son đúp. Sau khi mà hỏi ý kiến các bạn ở trên Facebook page của mình hôm trước thì mọi người rất ủng hộ ý kiến là làm một video tìm các màu son đúp với son high-end, tức là so sánh giữa high-end drugstore, tìm những cái thỏi son mà có màu gần như là y hệt nhau ấy. Tuy nhiên thì tối hôm qua mình có dành cả một buổi tối để tìm các màu son tương tự. Và thật ra thì cũng không có nhiều đúp giữa son high-end lắm, mà chủ yếu đều là son MAC cả. Mình rất là bất ngờ khi mà những cái thỏi MAC mình đang dùng lại có nhiều màu gần như giống nhau đến 99% như vậy. Lát nữa xem thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Lý do mà mình thực hiện video này là vì muốn các bạn có thể tìm được những cái màu son đẹp, những màu son mà các bạn đang tìm kiếm với giá thành rẻ hơn rất là nhiều, phù hợp với túi tiền của học sinh sinh viên chẳng hạn. Ví dụ như là son MAC ở bên này hiện tại thì đã là giá 17 đô la Mỹ rồi. Về Việt Nam thì dao động khoảng 450.000 đến 500.000 tùy nơi bán. Và số tiền đấy mình biết là rất là lớn với cả các em học sinh và các bạn sinh viên nữa. Thế nên là qua video lần này mình cũng mong các bạn sẽ có thể tìm được những cái thỏi nó rẻ hơn rất là nhiều, mà màu son thì cũng không khác gì cả, gần như y hệt luôn ấy. Không để các bạn đợi thêm nữa, chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn nhá. Cùng bắt đầu với tông hồng nha. Relentlessly Red cũng là một trong những tông son bán chạy nhất của MAC. Dù là tông hồng nhưng màu da nào cũng có thể dùng được. Tuy nhiên vì chất son Retro Matte khá khô và không phù hợp với các bạn đang trong tình trạng môi nứt nẻ, thế nên Trang có hai sự gợi ý thay thế rất tuyệt dành cho các bạn đây. Đầu tiên là Token của Colourpop. Màu y hệt và chất son thì mềm hơn, chưa kể tới mức giá chưa tới 1/3 nữa, rất đáng để cân nhắc đấy chứ nhỉ. Chị em thứ ba thì chính là màu Hot Stuff của LA Girl. Chất son của bạn này còn mềm hơn nữa cơ, nhưng khi lên môi thì thấy như lì hoàn toàn và ít bóng. Có một điều thú vị là nếu dựa vào trọng lượng son thì Colourpop chưa hẳn đã tiết kiệm hơn, vì trọng lượng cũng chỉ bằng 1/3 của MAC. Tuy nhiên nếu bạn lo rằng không thể sử dụng hết một thỏi son 3g trong một năm thì hãy cứ đi theo sự lựa chọn an toàn đấy nhá. Giờ sẽ là thỏi MAC War ở môi dưới nào. Đây là tông son mà Trang khá yêu thích trong mùa lạnh này. Tông nude có một chút nâu và tím. Giờ cùng xem chị em sinh đôi có tên Nude Nuance từ Maybelline ở môi trên nhé. Chất son của Maybelline thì mềm hơn MAC một chút xíu và trọng lượng thì nhỉnh hơn hẳn, tận 4.2g cơ. Giờ là tông son tối dành cho các bạn nữ cá tính đây. Deep Love chính là màu chocolate nâu đen Trang mới tậu trong bộ sưu tập Magnificent Me ra hồi tháng 9. Và bạn này cũng có tới hai chị em rất hao hao, đấy chính là LA Girl màu spicy mà Trang đã dùng trong video hóa trang mèo. Và thứ ba là Maybelline màu burgundy blush, Trang cũng đã swatch khá là lâu rồi. Cô gái mùa đông chắc chắn sẽ không thể bỏ qua tông mận quyến rũ này rồi.
Màu son này cũng mới ra mắt trong bộ sưu tập Magnificent Me. Để tránh nhầm lẫn với thỏi Diva đã có tắt từ lâu thì em Diva Antiques thuộc dòng Amplify. Chất son mềm hơn nhiều nhưng màu lên rõ và bám rất tốt. Trang cứ nghĩ tông son này sẽ không bị đụng hàng, nhưng thật bất ngờ là Ellery của Colourpop mà mình đã mua cách đây vài tháng cũng giống y hệt. Mặc dù chất son matte, lì, nhưng khi lên môi thì không thấy sự khác biệt mấy đâu. Điều thú vị là mặc dù mình tưởng tông đỏ sẽ dễ tìm đúp nhất, nhưng sự thật là mình không tìm được bản sao nào với 5 thỏi son đỏ của MAC mà đang dùng cả, ngoại trừ thỏi MAC Red này được phát hiện ra vào phút chót. Đây là tông đỏ lạnh thuộc dòng Satin nên tương đối mềm, dễ hợp với mọi tông da. Và chúng mình cùng quan sát sự giống nhau đến kinh ngạc của Cherry Cherry Bang Bang nhé. Viva Glam Miley Cyrus 2 cũng vừa ra mắt tháng 9 vừa rồi thôi. Nếu bạn yêu thích Miley và kiểu thiết kế đặc biệt của thỏi son này thì chắc chắn bạn sẽ muốn sở hữu em này ngay rồi. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần tìm một màu son giống tới 99% thế này và mức giá bằng một nửa thì Orange Yarn Glaze của Maybelline là sự lựa chọn mà bạn rất nên cân nhắc đấy. Trong video swatch dòng son này Color Blur ấy, thì Trang đã review khá kỹ về chất son. Cho tới hôm nay thì mình vẫn rất bất ngờ với kiểu son lì mà vừa mướt mịn như thế này. Cũng là tông cam nhưng nhiều cam và ít đỏ hơn chính là Lady Danger. Đây là một trong những tông son mình dùng nhiều nhất và luôn để trong ba lô khi đi học, đi chơi, đi loanh quanh. Chính vì tần số sử dụng tông này quá nhiều thế nên khi cầm màu click của Colourpop trong tay, mình đã biết ngay đây chính là bản đúp hoàn hảo rồi. Đó cũng là lý do mà mình rất yêu thích Colourpop vì thiết kế trẻ trung và sự đa dạng về màu, chất son như MAC vậy, rất phù hợp với học sinh sinh viên. Make Me Gorgeous có mặt trong bộ sưu tập MAC X Beauty và giờ đã ngưng sản xuất rồi. Đây là tông hồng cam có một chút neon nhẹ nên sẽ hơi kén da và hợp với các bạn cool undertone hơn. Nếu bạn đang tìm kiếm tông son này thì Julep thử Colourpop sẽ khiến bạn hài lòng vì chất son và màu son gần như giống tuyệt đối. Amplify của MAC và dòng cream của Colourpop cũng tựa như nhau vậy, đều mềm và hơi bóng nhẹ trên môi. Vừa rồi là 8 thỏi son MAC cùng với chị em sinh ba, sinh đôi thất lạc với lâu. Hy vọng các bạn đã tìm được cho mình màu son yêu thích và tiết kiệm được một số tiền đáng kể. Nếu mà các bạn thích chủ đề này thì hãy cho mình biết để mình bắt đầu đi tìm thêm, nghiên cứu thêm, gom góp thêm và làm tiếp phần 2, phần 3 chẳng hạn. Thế nhá, nếu có yêu cầu gì thì hãy comment ở bên dưới. Giờ thì mình sẽ tạm biệt các bạn và chuẩn bị một video tiếp theo đầy. Bye bye.